Ok, như vậy là cái clip vừa rồi thì mình chỉ coi lại thôi chứ không bình luận gì thêm. Mình cũng định bình luận thêm cho anh em xem nghe đấy, nhưng mà nhìn qua thì anh em có thể hiểu rằng là cái con bót của hệ lá thì nó có cái đốt này. Đốt là một hiệu ứng chảy máu đúng không? Tuần ra. Thế nhưng mà ngoài ra nó còn có cái hiệu ứng mà giảm đam, khi mà có cái thanh kiếm đỏ nó bị chéo ngang ấy thì chúng ta bị giảm đam. Thì mình giải thích cho anh em này, cái nếu như anh em chưa hiểu nhá, mình không phải là múa mép gì đâu, thế nhưng mà cho những em chưa hiểu thôi, anh em hiểu rồi thì nghe lại cũng được, mà chưa hiểu thì đây. Khi mà ra được kết thúc, nó sẽ 100% remove một cái hiệu ứng bất lợi ở bản thân. Attribute reduction from cell này đấy, thì nó sẽ giảm một cái hiệu ứng bất lợi. Và cái hiệu ứng bất lợi có ở đây thì nó chúng ta thấy có mấy cái. Một là cái đốt, hai là cái giảm sát thương, giảm đam. Thì nếu như mà chúng ta bị giảm đam thì con gà ekip chúng ta sẽ rất là yếu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta loại bỏ nó rồi thì nó ekip nó sẽ rất là mạnh. Và ngoài ra thì mình có bổ sung thêm một chút vui tech cho anh em thì mình cũng không check lại làm gì đúng không ạ? Thì cái câu chuyện hiện tại của nick này ấy, là chúng ta sẽ đi theo hướng nào đây? Hiện tại thì Siren 20 đã xong rồi thì chắc chắn sau này nó sẽ đi ra thêm Siren 25 chẳng hạn, thì mình sẽ không leo Siren lá nữa. Và mình có hỏi trong nhóm game với anh ấy, mấy anh ấy, thì thật ra trong đầu mình có nhiều hướng đi lắm. Một là mình sẽ chơi hai tích đúng không, hoàn toàn chúng ta có thể chơi hai tích cho nó vui rồi, hoàn toàn chúng ta có thể chơi hai Fiona cũng rất là vui. Fiona chúng ta đủ copy rồi, thiếu hai con là thôi. Và anh Mẫn thì đưa cho mình cái ý kiến là đổi sang Ithaqua, mình cảm thấy hơi tiếc bởi mình có ba con sẵn rồi, ba con Ithaqua thì chúng ta sẽ leo Siren 20 ngay lập tức luôn, thích là có. Hoặc là Init, hoàn toàn có thể chơi Init đúng không ạ, hoặc là chúng ta có thể chơi Russell, chơi Drake, chơi con Phosit. Nhưng mà mình rất là thích cái đồ chơi mà hai Fiona, không thể tưởng tượng được cái cảnh mà chúng ta chơi hai con Fiona, sau đó chúng ta có con Queen. Con Queen chúng ta mình nghĩ là cũng một thời gian tầm tầm hòm hòm thôi chúng ta sẽ lấy được Queen, bởi vì đây 2,8 triệu thì nói thì có vẻ lâu, thế nhưng mà mình nghĩ thì cũng sẽ nhanh thôi. Fiona cũng rất là hay, trời ơi. Nhưng mà để mà leo Siren cao thì chúng ta sẽ đổi ý thật qua, nhưng mà mình cũng không thích lắm, mình thích hai Fiona hơn. Mọi người nghĩ sao? Để lại cái ý kiến comment của mình đến phía dưới nha, để chúng ta mọi người thích hai đồ chơi nào, hai Fiona với lại Queen với lại con Tick thì nó rất là thú vị. Mọi người nghĩ sao? Hai Fiona. Chúng ta sẽ tạm gác lại cái siêu đen này một chút đi, bởi vì sau này chúng ta cũng sẽ đủ con Ithaqua thôi nếu như chúng ta mở hộp thường xuyên đúng không? Chơi từ từ thôi đúng không? Hai con Ithaqua, hai con Fiona này, giữ lại con Flora để trói cho nó chuẩn này đúng không ạ? Thì chơi hai Fiona có vẻ là khá là thú vị đấy. Mọi người nghĩ sao? Mọi người muốn mình chơi con gì? Inosuke, Horus thì mình sẽ không chơi đó, con Russell thì mình cũng vậy, mình cũng không thích lắm. Thế nhưng mà hai Fiona thì ngon, hai Fiona này, một con Tick E5 này, một con Flora, một con Queen nữa, rất là ổn đúng không ạ? Chứ có mà đổi qua con này thì mình thấy phí ba copy nữa, vì mình free mà chơi ba copy này thì mình thấy cảm thấy phí đúng không ạ? Thì bác mọi người, nếu mọi người thích mình muốn lên con gì ấy, thì mọi người để lại comment phía dưới nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip này, nhớ để lại một like và đừng quên để lại một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Còn nữa nha, mình có để link cái group mình ở dưới phần mô tả, anh em nào mà muốn vào giao lưu đăng bài hay là gây gua hay là chửi nhau thì đấy, thì vào đấy cho chửi nhau cho nó vui, đừng chửi nhau thế này mất vui đúng không ạ, chửi nhau group dễ ban hơn nha mọi người nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo.